Hey yo, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ vào trong đây review chút xíu về những cái thông tin, những món đồ của anh em cần thiết khi mà chơi ở giai đoạn đầu. Các anh em chọn vào cái con GF là phải cần chọn gì và lên đồ cái gì để cho cái lượng đam to nhất có thể. Đặc biệt là cái hướng cộng điểm làm sao cho nó chuẩn chu nhất, từ đi farm rồi đi BK hoặc là đi kickbox đồ dần dần và may. Hôm nay sẽ gói gọn trong clip này. Đầu tiên mình sẽ làm một clip review về set đồ, review về cách cộng điểm. Và một lát nữa mình sẽ đi BK cho anh em thấy là sức mạnh khủng khiếp ở giai đoạn đầu khi máy đang sở hữu cho mình là 60 lần ghi set, trong khi đó là top nó lên đâu đó là 85 lần rồi anh em ạ. Mình đã thua anh em rất là xa, nhưng mà không sao, bù vào cái lần thiệt thòi của ghi set thì mình đã có lại một cái lượng đam rất là ổn ở ngay cái thời gian đầu. Thời gian đầu thì mình cho ra một cái lượng đam là 17k khi mà mắc binh. Thì ở chỗ này chỉ số điểm của mình nè, đam nhỏ nhất của mình là 14k và đam lớn nhất của mình lên là 19k. Mình đã cộng theo em ấy là STG đi cho là GF nha anh em. Thường thường ở phiên bản của BC thì người ta cộng là Angi, Mana và Wick. Ít có người cộng bên cái GF mà STG. Và hôm nay mình sẽ phá lợi, mình sẽ ngoại lợi và mình sẽ làm theo cái hướng đi riêng của mình là mình sẽ cộng vào STG. Thì STG chỉ số nó sẽ cho đam cao nhất có thể. Hiện tại thì mình cộng là 13k vào STG, 5k vào anh ghi. Mana thì mình cộng tầm khoảng là 500 đảo lại, còn Vít thì mình không cộng luôn. Thì bây giờ chỉ số nó cho ra một cái lượng đam cực kỳ là to ở giai đoạn đầu khi mà mới có 60 lần reset nha anh em. Sẵn đây mình sẽ review một cái set đồ whip nhất ngay thời điểm hiện tại của cái con GF. Khi bấm vào cái set đồ thì các anh em đừng có mắc chữ O mà mồm chữ A nha. Mình đang có sở hữu một cái set Phoenix và đeo thêm một cái cặp găng tay cực kỳ đẹp, cực kỳ chiến. Hiện tại mình đang ở server là Hoàng gia anh em à. Anh em nào chưa có bến dừng, chưa có bến đổ thì anh em có thể chơi ở server Tam Quốc nè, cũng có hỗ trợ tốt. Chơi ở server thằng Ma Free cũng có hỗ trợ tốt. Và đặc biệt anh em chơi ở một cái server mới nhất ngay thời điểm hiện tại là server Hoàng gia cũng vẫn hỗ trợ đồ tốt nhất có thể nha anh em. Hỗ trợ đồ gì? Ở server Hoàng gia là mình có những cái món đồ là 380 trắng như gì, mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Vì các anh em mặc những món đồ S không bằng cái món đồ 380 đâu anh em à. Ở đây mình đã có một cái set Phoenix S nhưng mà không có hỗ trợ gì hết. Chưa có cái dòng tăng thủ, chưa có cái dòng tăng thủ và chưa có cái dòng nào để tăng về cái nội tại của nó hết. Ví dụ là anh em lấy là HP và né hoặc là HP và phản sát thương, còn cái này là mình không có nha. Set của mình nó là chỉ là làm kiển, làm màu, làm mè cho nó đẹp nha anh em. Và set của mình là 4-1 chứ không có 5. Khi mà các anh em chọn vào cái con GF Quyền Dương thì các anh em sẽ bị thiệt thòi hơn người ta là một cái cặp găng tay. Các anh em sẽ bị hạ cái lượng thủ xuống vì là mình thiếu một cái món tay là mình hạ xuống. Ví dụ đây là một cái món đồ thì mình có là lực chống đỡ là 2166 thì cái tay của mình tầm cũng khoảng là 2000, thì trước mắt anh em sẽ thiệt thòi hơn người ta là 2000 thủ. Tiếp theo là mình có thêm một cái cặp găng tay, thì mình đã nói là đây là một cái set đồ quảng cáo review, và khi anh em ở giai đoạn đầu mà kiếm được và sở hữu được cho mình cái set đồ như gì thì các anh em có thể là vươn ra biển lớn và chẳng ngại bố con nào hết, đến là đón nha, đụng là đập nha. Ở đây lực tấn công của mình nhỏ nhất là 3k1 và khi lớn nhất là 3k9, nhanh nhẹn tấn công là 40. Thì anh em có được một cái cặp găng tay như vậy, cái lượng đam anh em lên rất là cao luôn. Vì sao? Ở giai đoạn đầu mà mình khuyên anh em, nếu mà có thể anh em có thể là quăng boss ra để kiếm cái set S cho mình, đâu đó là cộng lên 7 hoặc là cộng lên 9 nếu mà có thể, thì các anh em sẽ có một cái lượng đam cực kỳ ổn định ở giai đoạn đầu. Khi BK thì không sợ bố con thằng nào hết anh em à. Các anh em thấy tự giờ là ở trên đây là một cái điểm nóng. Đặc biệt ở bên server Hoàng gia thì nó sẽ có một cái điểm là Ikagut, cái điểm thứ hai là Ba Gắt. Hai map này nó sẽ gơi đồ 380, gơi vũ khí 380, đặc biệt nó sẽ có gơi ngọc ở hai map này thôi. Những map khác là chỉ có boss, có bãi whip, có gen, không có gơi đồ whip và không có gơi ngọc. Các anh em nhớ cho kỹ và nghe cho rõ nha. Chỉ có hai map duy nhất, Ikagut và Ba Gắt.
Thì ở đây là anh em ngay thời gian đầu khi mà mình sở hữu được một cái win thì anh em lên trên đây sẽ có cái nguồn lợi và nguồn thu rất là nhiều. Các anh em kiếm được lượng S cao đồng nghĩa với các anh em reset nhanh, đồng nghĩa với các em là có master nhanh hơn người ta, có master rồi các anh em sẽ phổ trợ bên thủ, phổ trợ bên đam. Cái thứ hai là anh em có thể là nhặt được những cái món đồ người ta không nhặt được. Vì các anh em không lên bãi VIP làm gì mà có được những cái món đồ anh em. Điều quan trọng nữa, anh em sẽ nhặt được ngọc. Cái ngọc là cái quan trọng nhất ở cái server này. Mình sẽ vào cho anh em xem. Hiện giờ giá ngọc vẫn còn giữ giá rất tốt, 900 hoặc là 850, không thấp xuống đâu. Nếu mà các anh em thử fit xuống tầm khoảng là 10 thôi, 840 hoặc là 800 coi, bốc hơi trong vòng 1 giây. Không cần tới 3 giây đâu, 1 giây là bốc hơi nha anh em. Nên anh em nào có ý định chơi cái server mới thì các anh em có thể là ghé server Hoàng Gia. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em là 40 lần reset, còn gấu quà gen hoặc là đồ 380 lõm, liên hệ mình là có tất tần tật cho anh em vào trải nghiệm. Biết tới một cái con game vo mu 2 phiên bản lớp 2 nằm trong cụm máy chủ là Gon 3 Legend Up Cung Đum và cái server Hoàng Gia. Hiện tại mình hỗ trợ server Hoàng Gia, hỗ trợ server Thằng Ma, hỗ trợ server Tam Quắc. Thì các anh em vào qua server đó alo mình là có đồ hết nha anh em à. Từ giờ thấy mấy anh em này bơi ca mình rất là ngứa cái mũi luôn, thì bây giờ mình sẽ đi bơi ca cho anh em xem nha. Ở thế hệ đầu 8X và 9X nói riêng và tất cả anh em đang chơi game MU nói chung thì không ai không biết đến nhân vật GF Quyền Dương, còn gọi là Thiết Binh. Anh ta sở hữu một sức mạnh vô đối. Mỗi khi lên sàn đấu BK thì anh ta khiến cho mọi đối thủ phải chùn bước vẻ ngại khi đối đầu với anh. Anh là một chiến binh tấn công gắt phải, thao tác rất nhanh, hạ đối thủ trong chớp nhoáng. Không như những class khác phải phân bố vào tất cả các mục để cho ra một cái lượng đam, anh thì không, anh chỉ cần cộng vào HP là có thể căng mọi đối thủ trên sàn đấu. Vì khi cộng vào HP, anh vừa tăng được đam, anh vừa tăng được HP nên công thủ vẹn toàn. Vì vậy GF là một changer rất nổi tiếng trong làng game mua online. Anh được mệnh danh là một sát thủ one hit. Chỉ cần một skill quật ngã của anh là có thể hạ được đối thủ không kịp trở tay. Vì anh là một sát thủ luôn tạo cho đối phương rơi vào tình thế bị động và không kịp trở tay khi đối đầu với anh. Nhìn vào thân hình đồ sộ của anh, nhưng mỗi khi BK thì anh rất linh hoạt và hạ đối phương rất là nhanh. Vì thế GF được nhiều anh em game thủ săn đón để chọn chinh phục lục địa game mu, trong đó có mình. Theo các phiên bản mà GF có cách cộng điểm khác nhau, phiên bản non reset và phiên bản reset, đa phần thì anh em sẽ cộng theo ý thích của mình. Có những hướng cộng như sau: cộng full STG, full Angi, full ENE, cuối cùng là full Vít. Mỗi cách cộng điểm sẽ có tương ứng một cái kỹ năng khác nhau, cho ra một cái lượng đam khác nhau. Đó là những trận BK mãn nhãn của mình tại server Hoàng Gia. Anh em có ý kiến gì hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video để góp ý cho kênh càng ngày càng phát triển thêm. Và cảm ơn tất cả anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video của mình. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau.